Chào các em, chúng ta lại tiếp tục giải vòng số 7. Vòng số 7 của khối lớp 9. Ta vào bài thi số 1. Chính là căn 81, như vậy là căn 81 phải lớn hơn căn 79. Căn bậc 2 của 16 thì có 2 cặp 2 là 4 và trừ 4. Căn bậc 2 số học thì chỉ tính cái số không âm thôi. Cái này là căn của bình phương, vậy nó sẽ thành giá trị tuyệt đối. Rút gọn biểu thức này, chúng ta sẽ thấy là y âm thì 4 đưa ra ngoài thành 2 nằm dưới mẫu, là rút gọn với 2 nè. Y bình ra ngoài là thành trị tuyệt đối y ha. Mà y âm là ra trừ y, kết quả phải mang dấu trừ. Kết quả sẽ là gì? X bình. X bình nhân cho trừ y. Đây. Kết quả này. Rồi tam giác vuông có vuông tại A mà hai cạnh góc vuông là 3/4, có nghĩa là một cạnh 3 phần, một cạnh 4 phần. Vậy cạnh huyền sẽ là 5 phần. Vậy lúc đó đường cao sẽ là mấy phần đây? Đường cao sẽ là 3 nhân 4 chia cho 5 là 2,4 phần các em. 2,4 phần mà là bằng 15 cm, thì các em lấy 15 chia 2,4 là bằng 6,25. Một phần là bằng 6,25. Giờ CH thì chúng ta có nhiều cách tính, chúng ta dùng Pythagore cũng được ha. Ta lấy AC bình trừ AH bình rồi lấy căn. Thì trước hết các em phải tính AC là AC là 4 phần, 4 nhân cho 6,25 là bằng 25. Như vậy tóm lại CH sẽ bằng căn của 25 bình phương trừ cho 15 bình phương. Vậy là bằng 20. Rồi các em, biểu thức này các em cứ rút gọn bình thường thôi, quy đồng trừ tử giữa mẫu thôi. 2 trừ căn x trừ 2 trừ căn x thì nó sẽ bằng là trừ 2 căn x trên 4 trừ x. Cái này sẽ bằng giá trị tuyệt đối, không thể chối cãi được rồi, không thể phá được bởi vì chưa biết điều kiện của 4x trừ 3. Tham số này xác định khi hai cái căn này đều xác định. Vậy căn thứ nhất là điều kiện là x phải lớn hơn bằng 2. Căn thứ hai á, điều kiện là x lại phải nhỏ hơn bằng 2. Vậy muốn thỏa xác định à, cả hai căn ta chỉ có giá trị là x bằng 2 thôi, chứ hết đường rồi. Một tam giác vuông hai cạnh góc vuông là 5 phần và 12 phần. Em dùng Pythagore thì cạnh huyền nó sẽ là 13 phần. 13 phần mà ứng với 26 cm, như vậy mỗi phần là bằng 2 cm. Như vậy là các em tính được hai cạnh góc vuông là 5 x 2 là 10, như vậy 12 x 2 là 24, rồi cộng thêm 26 nữa. 10 cộng 24 cộng 26 vậy là bằng 60. Rồi chúng ta qua bài thi số 2. Hai đường thẳng, hai đường thẳng song song với nhau khi A bằng A phẩy, tức là M trừ 1 bằng 2 và B khác B phẩy, tức là 2 khác M trừ 5. Vậy là M sẽ phải bằng 3 ha. Mà 3 thì cũng làm cho
2 khác 3 trừ 5 luôn. Vậy ổn rồi, M bằng 3. Cho hai hàm số này. Thì các em thay x vào đây rồi các em tính y thôi, ha. Y sẽ bằng 3 trừ 1 hai đẳng thức đó, rồi đem trừ cho 4 nữa. 3 trừ 1 là 2, 2 trừ 4 là bằng trừ 2. Rút gọn biến thức này. Như vậy nó sẽ bằng là giá trị đối của 3 trừ 2 căn 2 cộng căn 8. Kết quả là bằng 3 lần các em. F9 thì thay số 9 vô đây thôi, sẽ có hỏi dễ vậy. 9 rút gọn với 3 là thành trừ 3 cộng 2 thành trừ 1. Nhìn nguyên nhỏ nhất của bức chương trình này, các em bình hai vế lên. X cộng 2 sẽ lớn hơn 9. Vậy là x sẽ lớn hơn 7. Có rất nhiều số lớn 7, trong đó số nguyên nhỏ nhất mà vẫn lớn hơn 7 đó chính là số 8. Rồi đường thẳng đi qua điểm A 1 trừ 8 và song song với đường thẳng kia và có dạng là y bằng trừ 3x cộng b. Người ta tìm b nữa là xong. X thay bằng 1, y thay bằng trừ 8. Vậy b của chúng ta sẽ bằng trừ 8 cộng 3, tức là trừ 5. B bằng trừ 5. Tung độ góc B sẽ bằng trừ 5. Rồi tam giác vuông có cạnh góc vuông dài 12, cạnh huyền dài 13. Như vậy cạnh góc vuông còn lại là 5. Pythagore thôi. Rồi diện tích thì lấy 5 nhân 12 là chia đôi là ra 30. Dưới này thì nó giống câu 2 các em nhé. Như vậy là gì? Căn 3 trừ 1 nhân căn 3 cộng 4 và tất cả cộng cho 5. À xin lỗi, đây là y với x kem. Vậy x sẽ bằng gì? X sẽ bằng căn 3 cộng 1 lỗi cộng 4, em trừ cho 5, sau đó chia cho căn 3 trừ 1. Vậy nó sẽ ra là âm 1 bằng 1, bằng 1 luôn kìa. Rồi giá trị nhỏ nhất làm câu 10, à câu 9 à. Số nghiệm nguyên của phương trình này. Quan sát phương trình để tìm ra đặc điểm quen thuộc kem. Vế trái này ta phân tích nhân tử sẽ ra là x cộng 3 nhân x cộng 1. Em cứ thử lại đi. Rồi chuyển bên phải qua bên trái là trừ x cộng 3 căn x bình cộng 1. Vậy trước mắt các em là một phương trình chuẩn bị đưa về dạng phương trình tích. Ta đưa cái này về dạng phương trình tích là bằng x cộng 3 rút ra làm thừa số chung, ở trong còn x cộng 1 trừ cho căn x bình cộng 1 bằng 0. Vậy ít nhất là nó có một nghiệm nguyên là bằng trừ 3 rồi. Giờ còn cái phương trình là x cộng 1 trừ căn x bình cộng 1 nữa. Giải phương trình này.
nghiệm nữa là bằng không thế. Vậy có hai nghiệm nguyên, một nghiệm là bằng trừ ba, một nghiệm là bằng bằng không. Câu chín các em đưa về phương trình kiểu này là chín. Giờ các em chuyển về bên thôi, x cộng 3, x cộng 1 trừ cho x cộng 3 à, nhân cho căn của x bình cộng 1 không. Luôn giải phương trình tích thôi à, giải phương trình tích là xong. Vậy các em nhé, bài 10 ta tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức dưới căn nè. Giá trị nhỏ nhất biểu thức dưới căn là 25/4. Như vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức A sẽ là 5/2. 5/2 thì là 2,5. 2,5. Ta qua bài thi số 3. Thỏ vượt mê cung. Làm cái loại này đỡ đau đầu hả? Rồi. 4 ra ngoài thành 2, rút gọn với 2 trên tử hết. B bình ra ngoài trị tuyệt đối B, mà B dương là thành B luôn. Vậy rút gọn với B bình là ra B, còn A mũ 4 là thành A bình. Đáp án này. Ồ, này dễ quá. Bình lên 2x cộng 1 sẽ bằng 9, vậy 2x sẽ bằng 8, vậy x sẽ bằng 4. Tam giác 5, 12, 13 dùng Pythagore đảo, các em sẽ ra góc, một góc bằng 90 độ ha. Góc đó sẽ đối diện với cạnh 13, tức là góc A. Giá trị biểu thức này là sẽ bằng giá trị đối căn 3 trừ căn 2, mà đó là số dương, vậy trị tuyệt đối nó bằng chính nó luôn, bằng căn 3 trừ căn 2 luôn. Đường thẳng này tạo với trục OX một góc 45 độ. Thì cũng đơn giản thôi các em. Góc tạo bởi đường thẳng với trục OX á, thì nó sẽ là phụ thuộc vào hệ số A. Nếu là góc nhọn thì hệ số A chắc chắn là số dương, và tan của góc đó là bằng A luôn. Vậy A là bằng tan 45, mà tan 45 thì bằng 1 chứ. Bài toán có vẻ dễ ha. Rồi, như vậy chúng ta đã hoàn thành xong vòng thi.